Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 30 tháng 4 năm 2023 diễn biến bất ngờ giá heo ngày lễ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng một kg. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc bức giá cao nhất hiện tại đạt 54.000 đồng một kg. Trong đó, ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng chuột kg về mức 51.000 đồng trên kg. 52.000 đồng 1 kg là mức giao dịch tại tỉnh Bắc Giang sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg. Thương lái tại tỉnh Thái Bình thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng 1 kg, giảm 2.000 đồng 1 kg. 52.000 đến 54.000 đồng trên kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Mùa hè, thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí cao, chăn nuôi hiện còn phân tán. Điều kiện vệ sinh môi trường kém nên là cơ hội cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển thành dịch và lây lan ra diện rộng. Đặc biệt là các bệnh lây qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như dịch tả heo châu Phi, bệnh tai xanh ở heo, tụ huyết trùng, e, coli ở cả gia súc gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa hè có hiệu quả, người chăn nuôi cần thực hiện tốt các nội dung như chuồng trại bảo đảm vệ sinh, thoáng mắt về mùa hè, ấm về mùa đông tránh gió lùa, con giống gia súc gia dạ cầm phải khẳng định được nhập về từ cơ sở sản xuất con giống an toàn dịch bệnh. Trong quá trình chăn nuôi bà con phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 51.000 đồng 1 kg, cao nhất 54.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm cao nhất 2.000 đồng 1 kg trong tuần qua. Trong đó, các địa phương bao gồm Quảng Bình, Nghệ An và Lâm Đồng cùng giảm một giá tương ứng về mức 51.000 đồng 1 kg, 52.000 đồng trên kg và 54.000 đồng/kg. 53.000 đồng/kg là mức giao dịch được ghi nhận tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, cùng giảm 2.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đang thu mua với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 54.000 đồng/kg thị trường heo hơi tại miền Nam tăng, giảm trái chiều. Theo ghi nhận, thành phố Hồ Chí Minh giao dịch heo hơi ở mức 51.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng 1 kg trong tuần qua về mức 52.000 đồng chuột kg. Đây cũng là giá thu mua được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg và tỉnh Bến Tre sau khi giảm 3.000 đồng chuột kg. Heo hơi tại ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Bạc Liêu được giao dịch ở mức 53.000 đồng chuột kg trong khi đó tỉnh trà vinh nâng một giá lên mức 53.000 đồng một kg các tỉnh thành còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng chuột kg giá heo hơi khu vực miền nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng chuột kg tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi phấn đấu khôi phục tổng đàn heo trong năm 2023 các địa phương cần phải có giải pháp thích ứng duy trì chăn nuôi ổn định hiệu quả trước hết theo các chuyên gia về chăn nuôi là phải tăng cường công tác tuyên truyền đến hộ các trang trại nông trại thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học sử dụng con giống có nguồn gốc chất lượng tốt và chỉ tái đàn khi an toàn dịch bệnh tích cực giám sát cảnh báo và xử lý kịp thời dịch bệnh không để phát sinh lây lan ra diện rộng kết hợp theo dõi chăm sóc đàn vật nuôi chủ động hướng dẫn chế biến sử dụng thức ăn sẵn có thức ăn tự chế bảo đảm dinh dưỡng giảm giá thành sản phẩm trong lúc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao các cơ quan chức năng như ngành nông nghiệp, ngành công thương và chính quyền địa phương cần dự báo sớm tình trạng này để có giải pháp tháo gỡ. Đồng tình quan điểm này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định, không có người dân, doanh nghiệp nào biết sản xuất thua lỗ kéo dài mà vẫn làm. Do vậy, chắc chắn người chăn nuôi sẽ không tái đàn hoặc hạn chế tái đàn là điều tất yếu. Nếu người chăn nuôi không tái đàn thì trong vài tháng tới, nguồn cung thịt heo trong nước chắc chắn sẽ giảm nguy cơ dẫn đến khủng hoảng thiếu thịt heo là điều rất dễ xảy ra giá thịt heo thế giới tiếp tục tăng chủ yếu nhờ giá cao hơn ở châu âu do nguồn cung tiếp tục hạn chế và nhu cầu tăng trước lễ phục sinh theo fao trong khi đó diễn biến dịch asf trở nên phức tạp hơn khi các ca mắc mới tại nhiều nơi liên tục được báo cáo tại trung quốc tình hình dịch bệnh asf cũng diễn biến phức tạp hơn sau tết nguyên đán đặc biệt là tại các tỉnh chăn nuôi chính phía Bắc như Sơn Đông và Hà Bắc khi hàng triệu người đi du lịch sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiềm chế COVID. Việc gỡ bỏ chính sách Zero COVID đã giúp nhu cầu phục hồi, tuy nhiên nguồn cung lớn vì lượng heo giết mổ tăng mạnh đã khiến giá giảm trong quý I. Tương tự, giá heo hơi tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận giảm trên cả nước cả trong tháng 3 và quý I khi sức mua thấp do ảnh hưởng bởi lạm phát, cộng với xu hướng giảm ăn thịt heo, tăng ăn thịt gà, thủy sản. Dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ hồi phục trở lại, nhưng vẫn chưa phục hồi như trước khi có dịch Covid-19. Ngành chăn nuôi heo Việt Nam cũng được cho sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm nay khi giá con giống và thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Theo số liệu 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt lợn của Nga và Việt Nam tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, các nhà sản xuất Nga đã xuất khẩu 18.900 tấn thịt heo sang Việt Nam, tăng 127% so với quý 1 năm 2022 xuất khẩu thịt heo từ Nga sang khu hành chính đặc biệt Hong Kong Trung Quốc cũng tăng hơn gấp đôi. Ông Kovalev cho biết thêm nhờ tình hình thuận lợi hiện nay trên thị trường thịt heo toàn cầu, cũng như giá đồng rút và giá thịt heo trong nước giảm, hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam và Hồng Kông bắt đầu phục hồi. Bên cạnh đó, việc các nhà xuất khẩu Nga vẫn tiếp tục tăng nguồn cung thịt heo cho Belarus Belarus. Trong quý 1 năm 2023, lượng thịt heo Nga cung cấp cho nước này đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16.600 tấn. Tổng cộng, các nhà sản xuất Nga đã xuất khẩu 46.800 tấn thịt heo trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Nhận định sang tháng 5 thị trường tiêu thụ heo sẽ thuận lợi hơn do các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi tích cực, du lịch hè sôi động. Hiện tại, để giảm bớt chi phí, ông Lương Đức Kiên khuyến cáo người nuôi heo điều tiết đàn hợp lý, loại thải những con yếu kém, chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác để phối chế, tự chế thức ăn chăn nuôi. Về lâu dài, các hộ, chủ trang trại nên tham gia liên kết vào những chuỗi khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ở tầm vĩ mô, ông Kiên đề xuất nhà nước tạo điều kiện để xây dựng các kho dự trữ mặt hàng thịt heo như một số nước đã thực hiện nhằm điều tiết, bình ổn thị trường, tránh trường hợp cán cân cung cầu bị mất cân bằng quá lớn. Giá heo hơi tăng thời gian gần đây là do nhu cầu ăn uống du lịch nhiều của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tuy nhiên, về lâu dài, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên người dân vẫn có xu hướng tiết kiệm chi tiêu. Cùng với đó là lượng công nhân, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập dẫn đến các bếp ăn tập thể cũng bị hạn chế nên lượng tiêu thụ thịt heo dự báo sẽ giảm. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc vốn là nơi tiêu thụ thịt heo của Việt Nam thời gian này cũng đang dư thừa nên việc xuất khẩu là không nhiều. Để ổn định thị trường, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính cho rằng các cơ quan chức năng cần có giải pháp giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi như giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi hỗ trợ cho vay vốn tín dụng để người chăn nuôi tái đàn hiện nay bối cảnh chung giá cả đầu vào của ngành chăn nuôi heo ngày càng bất lợi giá thức ăn con giống thuốc thú y chi phí đầu tư cơ sở vật chất tiền nhân công ngày càng tăng cao theo chia sẻ từ các nhà chăn nuôi có quy mô nhỏ nông hộ khoảng từ vài con đến vài chục con chi phí một số đầu và đối với heo hơi xuất chuồng khoảng 4,8 đến 5 triệu đồng tạ. Theo các cơ quan quản lý cho hay dù chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ đã giảm nhiều do những tác động bất lợi như giá cả thị trường bấp bênh, dịch bệnh nhưng nhìn chung hiện nay vẫn còn chiếm đa số. Dưới tác động của thị trường, nông dân sẽ dễ dàng bị tổn thương và không thể cầm cự lâu dài. Trong kịch bản cơ sở, giá heo năm 2023 ở mức 59.000 đồng ruột kg tăng 5% so với năm 2022 nhờ việc Trung Quốc phục hồi kinh tế. Giá heo nước này đi lên có thể ảnh hưởng một phần thị trường heo Việt Nam. Ngoài ra, nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm cũng sẽ tác động đến giá heo những quý tiếp theo. Với giá thành sản xuất trung bình của hộ chăn nuôi vào khoảng 55.000 đến 60.000 đồng một kg thịt heo, cao hơn giá heo hơi hiện tại, VN Direct không kỳ vọng hộ chăn nuôi sẽ tái đàn mạnh trong ngắn hạn. Giá heo hơi tăng thời gian gần đây chủ yếu do sản lượng heo bán tháo ra thị trường giảm bớt kéo theo lo ngại về dư thừa nguồn cung giảm xuống. Dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt heo do tổng đàn heo cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ, tương đương với giai đoạn trước dịch ASF và sản lượng thịt heo hơi tăng 7,5% so với cùng kỳ trong quý 1 năm 2023. Do đó, kỳ vọng giá heo hơi tăng nhẹ trong quý 2 năm 2023 và sẽ cải thiện rõ rệt hơn trong quý 3 năm 2023 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi trong kịch bản cơ sở, giá heo sẽ tăng 5% so với cùng kỳ lên 59.000 đồng 1 kg vào năm 2023, nhờ giá thịt heo Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Điều này có thể ảnh hưởng một phần đến giá trong nước và nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm do giá heo giảm trong thời gian gần đây. Giá thành sản xuất trung bình của hộ chăn nuôi vào khoảng 55.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg thịt heo, do đó với mặt bằng giá heo hơi hiện tại, không kỳ vọng hộ chăn nuôi sẽ tái đàn mạnh trong ngắn hạn. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiện có khoảng 45 đến 50% trang trại lớn treo chuồng, 70 đến 75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn. Nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán ra thấp. Thời gian qua, ngành chăn nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, giá sản phẩm bán ra dưới giá thành sản xuất vì cung lớn hơn cầu. Trước tình hình chăn nuôi vẫn khó khăn như hiện nay, chăn nuôi nông hộ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp do khó cạnh tranh được với chăn nuôi công nghiệp. Các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch tái đàn chăn nuôi theo tín hiệu thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu khiến giá giảm, ảnh hưởng đến nông hộ. Có cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi trong việc liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trang bị thêm cho họ kiến thức về sơ chế, chế biến sản phẩm. Ông Dương Tất Thắng, cục trưởng cục chăn nuôi nhận định, nguyên tắc cốt lõi của kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi là giảm chi phí, tiêu thụ nguyên liệu đầu vào, giảm phát thải đầu ra, chế biến và tái sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra chu trình khép kín giữa các ngành khác nhau như chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, công nghệ chế biến. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo lên chính phủ đề xuất giảm 2% thuế với đậu tương và khô dầu. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với doanh nghiệp chăn nuôi lớn như Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, hơ Việt Nam phát triển vùng nguyên liệu như sắn, ngô trong nước để cân đối giá thành thức ăn chăn nuôi. Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, khô đậu tương là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất về giá trị trong các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trong khi nguyên liệu nhập khẩu chiếm đến 85 đến 90% giá thành. Tình trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao đã khiến 45% đến 50% trang trại lớn treo chuồng và khoảng 70% đến 75% hộ chăn nuôi ngừng tái đàn. Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh đặc biệt cần ra soát, tổ chức tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 30 tháng 4 năm 2023 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.